Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Quang Dũng và màn ghi điểm ấn tượng trong đám cưới lần 2. Trong đám cưới lần 2 với bạn gái 9X Yến Phương, Quang Dũng đã có những màn ghi điểm khá ấn tượng. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ với Jennifer Phạm, Quang Dũng đã tìm được cho mình tình yêu mới bên cô gái trẻ 9X. Chuyện tình cảm của cặp đôi này tốn không ít giấy mực của báo chí truyền thông sau khoảng thời gian bên nhau. Đám cưới của Quang Dũng và Yến Phương đã chính thức được tổ chức tại căn nhà ở quận Phú Nhuận. Cặp đôi tổ chức tiệc cưới dành cho những người bạn bè thân quen. Nhìn lại những hình ảnh trong đám cưới lần thứ hai của Quang Dũng, người hâm mộ không khỏi khó để nhận ra những màn ghi điểm. Quang Dũng chính thức đón cô dâu Yến Phương về làm vợ, hôn lễ được tổ chức tại tư gia cùng gia đình và người thân một cách ấm cúng. Từ đất trời chú rể và các khách mời đã đặc biệt bưng đồi bê tráp đã hoàn thành tất cả những trang phục sẵn sàng cho chú rể đến nhà cô dâu thực hiện nghi thức xin dâu. Cả Quang Dũng và Yến Phương đều rất đơn giản trong trang phục áo dài. Trong buổi trước dâu, Quang Dũng khiến cho nhiều người hâm mộ chú ý với chiếc xe trước dâu bằng chiếc xe 33 tỷ, vốn là người kín tiếng trong chuyện riêng tư và chưa từng chơi trội, nên việc có sự xuất hiện của siêu xe trong đám cưới của Lam Trường khiến cho nhiều người bất ngờ. Ngoài chiếc xe Phantom, trạm rồng, xe trước dâu của nam ca sĩ cũng đều là dòng xe mới nhất, trị giá hàng tỷ đồng, Audi, Lexus. Sau khi làm lễ cưới dâu tại tư gia, trong buổi tối cùng ngày, một tiệc đám cưới sang trọng lung linh đã được tổ chức ngay trong nhà hàng do Quang Dũng làm chủ. Nếu như lễ rước dâu buổi sáng được trang hoàng với không gian chủ đạo bao gồm hai màu trắng đỏ, thì tiệc cưới tại nhà hàng vào buổi tối lại là màu sắc ngọt ngào và trắng tím, gam màu yêu thích của cô dâu Yến Phương. Sau đó, Quang Dũng và Yến Phương tiếp tục tổ chức tiệc cưới chiêu đãi bạn bè đồng nghiệp trong giới nghệ thuật. Với buổi tiệc này, vợ chồng đã tổ chức tại một phòng tòa nhà cao nhất, nơi từng diễn ra đám cưới bí mật của Thanh Bùi hồi cuối năm ngoài. Trong tiệc cưới này, Quang Dũng vừa đàn vừa hát để tặng Yến Phương và quan khách. Khi Yến Phương đang đàn hát thì màn trình diễn chiếu những hình ảnh xinh đẹp của cô dâu Yến Phương. Đặc biệt Lam Trường, Yến Phương còn khiêu vũ lãng mạn trên nền nhạc ca khúc mà Đàm Vĩnh Hưng đang thể hiện tặng cặp đôi mời cưới. Đám cưới của Quang Dũng cũng khá ồn ào với sự xuất hiện của một ít những sao Việt thân thiết. Người ta luôn cảm nhận được sự ấm cúng, nhẹ nhàng cũng không kém phần sang trọng của đám cưới lần thứ hai trong cuộc đời của Quang Dũng. Được biết, những biểu diễn của cả hai tiệc cưới trong ngày đều được anh hai lên kế hoạch cụ thể, bởi anh luôn muốn dành cho Yến Phương một điều đặc biệt nên mọi thứ đều được vạch ra một cách chi tiết nhất. Vợ anh thích màu tím nên việc cưới sẽ sử dụng tông màu này để tạo nên sự lung linh. Trải qua một cuộc đổ vỡ trong hôn nhân, Quang Dũng không hoàn toàn tự tin có đủ kinh nghiệm để tránh những sai lầm trong cuộc sống mà anh chỉ biết cố gắng để tránh lặp lại sai lầm, tiến đến hạnh phúc mới với Yến Phương. Không chỉ nhắc đến vợ cũ và con trai, nam ca sĩ cũng phân trần tin đồn đang yêu đồng giới nhạc sĩ Lê Quang. Trong những đoạn trailer vừa tiết lộ của 60 phút rực rỡ tuần này, khán giả vô cùng hào hứng khi nhận vật trình là nam ca sĩ Quang Dũng, giọng ca một thời gắn liền với thế hệ yêu nhạc. Xuất hiện tại chương trình trong vai trò người đồng hành cùng Quang Dũng còn có ca sĩ Phạm Thu Hà và người tình tin đồn nhạc sĩ Lê Quang. Bộ ba đã có buổi trò chuyện thân mật với khán giả, thậm chí Quang Dũng không ngần ngại nhắc lại những kỷ niệm một thời về chuyện tình cảm với vợ cũ, hoa hậu Jennifer Phạm. Hơn 20 năm làm nghệ thuật giọng ca, anh còn nợ em là một người rất kín tiếng với đời tư. Quang Dũng cũng được xem là một trong những nghệ sĩ sạch không vướng scandal nào. Nhắc đến Quang Dũng, khán giả chỉ biết được thông tin hiếm hoi về cuộc tình đẹp với ca sĩ Thành Thảo, sau đó là cuộc hôn nhân 2 năm với hoa hậu Jennifer Phạm. Tại chương trình, khi được hỏi về cuộc hôn nhân được đông đảo công chúng ủng hộ, Quang Dũng vui vẻ nhìn lại quá khứ của người phụ nữ là mẹ con trai mình. Con người không phải ai cũng có tất cả, tôi có sự may mắn, có hạnh phúc, có nụ cười và cũng có sự chia ly, mất mát. Khi hết duyên thì dành sự tử tế cho nhau, nam ca sĩ chia sẻ.
Cuộc tình đẹp của Quang Dũng và Hoa hậu nổi tiếng ở thời điểm năm 2006 từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Cả hai bén duyên sau bộ phim Những Chiếc Lá Thời Gian. Không lâu sau đó cặp đôi kết hôn và có cậu con trai tên là Bảo Nam. Không chỉ hai năm cuộc hôn nhân tan vỡ, thậm chí cả hai từng thừa nhận phải tốn không ít thời gian mới có thể cởi mở và gặp lại nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.